Nhà vệ sinh bệnh viện thể hiện chính bộ mặt của bệnh viện đó. Các chuyên gia y tế đã khẳng định như vậy khi nói về vai trò quan trọng của nhà vệ sinh tại các bệnh viện hiện nay. Một vấn đề tưởng là nhỏ nhưng mà lại không hề nhỏ, bởi vì nó ảnh hưởng đến công tác khám, điều trị bệnh và sức khỏe của bệnh nhân. Và để có một môi trường nhà vệ sinh hoàn hảo, sạch đẹp hơn thì nhiều cơ sở y tế vẫn còn cần phải đầu tư và quan tâm hơn nữa. Ghi nhận dưới đây của nhóm phóng viên VTC14 tại Bệnh viện Ca Trung ương. Chị Lý và chị Dương là hai nhân viên phụ trách một khu vệ sinh tầng 1 của Bệnh viện Ca Trung ương. Đây là khu vệ sinh công cộng dành cho cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến bệnh viện. Hàng ngày 8 tiếng thường xuyên lau dọn khu vệ sinh, chị Lý và chị Dương ngoài đảm bảo khu vực vệ sinh luôn sạch sẽ, khô ráo, nhưng cũng không hẳn lúc nào nhà vệ sinh cũng sạch sẽ như mong muốn, bởi còn phụ thuộc vào ý thức của nhiều người. Bệnh viện cũng là quá tải, quá đông, cho nên là những cái trường hợp đấy là chúng tôi cũng thường xuyên tắc hoặc là giấy giếc người nhà vứt không đúng nơi quy định. Về cái vấn đề mà lượng bệnh nhân đông như thế, tắc thì nó cũng có xảy ra, nhưng mà xảy ra là chúng tôi phải xử lý luôn. Và trước khi xử lý là phải khử mùi hết tất cả những cái mùi hôi thối để nhà vệ sinh lúc nào cũng phải sạch sẽ, đảm bảo thơm tho. So với 2 năm trước, nhà vệ sinh của Bệnh viện Ca Trung ương ở các cơ sở đã được cải thiện rất nhiều. Nhà vệ sinh có sạch sẽ hơn, tuy nhiên để tuyệt đối không có mùi hôi thì vẫn cần được cải thiện. Dù tại đây, nhà vệ sinh đã được bố trí quạt thông gió, xà bông rửa tay, khăn lau tay và dung dịch khử mùi. Ngoài sạch sẽ ra, chúng tôi muốn rằng là được khử mùi và thơm tho hơn, sạch sẽ hơn. Thì nếu mà càng thơm thì càng tốt. Nhưng mà như thế này là tôi thấy cũng ổn rồi, cũng ổn. Chứ cũng không biết nổi. Hiện tại Bệnh viện Ca Trung ương, cơ sở Tân Triều có tới hơn 40 khu vệ sinh công cộng với khoảng hơn 200 nhân viên đã được thuê dọn dẹp mỗi ngày. Việc đảm bảo các khu vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát, không có mùi khó chịu, phục vụ cho hơn 4.000 bệnh nhân mỗi ngày đến bệnh viện cũng là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, lãnh đạo Bệnh viện Ca mới đây đã cam kết với Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ sửa chữa và thay các thiết bị vệ sinh hỏng hóc tại tất cả các khu vệ sinh trong tháng 6 này để đảm bảo các nhà vệ sinh trong bệnh viện đều tuyệt đối sạch sẽ và thông thoáng. Người dân nói chung, người đến bệnh viện để có nhu cầu khám, nhu cầu điều trị, nhu cầu thăm người thân cũng nêu cao cái ý thức sử dụng khu vệ sinh chung, giữ vệ sinh chung để đảm bảo tất cả mọi người đều được hưởng những tiện ích tốt nhất trong khu vệ sinh của bệnh viện. Theo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh do Tổ chức Sáng kiến Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế thực hiện mới đây tại 29 bệnh viện, mức độ hài lòng của người bệnh đạt gần 80%. Còn lại hơn 20% người bệnh không hài lòng là nhà vệ sinh bệnh viện. Lúc bệnh nhân vào, nếu mà họ thấy cái nhà vệ sinh bẩn hoặc là người nhà vào những bẩn thì cũng là người ta gây ấn tượng là cái bệnh viện nó không tốt và công tác điều trị đấy khám không tốt, bởi vì nhà vệ sinh là nó cũng quyết định rất lớn đến công tác khám chữa bệnh và đấy là một trong những tiêu chí của chấm điểm bệnh viện. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết nếu bệnh viện nào nhà vệ sinh bẩn thì chứng tỏ giám đốc bệnh viện và trưởng khoa ở đó bẩn. Thực tế, còn 18% nhà vệ sinh bệnh viện chỉ đạt mức 1, 2, tức là còn rất bẩn và hôi. Điều đó có nghĩa là vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ giám đốc các bệnh viện ở bẩn, theo như cách nói của Bộ trưởng Bộ Y tế.